Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 19 tháng 8, người dân ở chung cư Midtown, khu phố Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng động bất thường. Sau đó, phát hiện thi thể người phụ nữ nước ngoài tại phần sân cạnh lối lên xuống. Các nhân chứng cho biết, nạn nhân mất phần cảng chân trái chân phải có nhiều vết cắt ở các mối khớp. Hiện trường không có nhiều máu. Theo nhận định của người dân ở đây, nạn nhân là một người Hàn Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra nghi vấn án mạng. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy, nạn nhân đã tử vong trước khi bị rơi xuống từ tầng cao trung cư, nhiều khả năng đã bị sát hại dã man. Ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Oanh để điều tra về hành vi phạm tội và dùng súng chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trước đó, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Trơn Thành đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên đường DT751, thuộc phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành thì phát hiện một xe taxi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác thấy Trần Ngọc Oanh, sinh năm 1995, quê Phú Yên, ngồi hàng ghế sau ô tô có biểu hiện nghi vấn Tổ công tác yêu cầu oanh xuống xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, oanh lấy khẩu súng trong ba lô rồi xuống xe bỏ chạy. Nhận thấy đây có khả năng là đối tượng phạm tội, tổ công tác sử dụng xe mô tô đuổi theo. Thời điểm này, trung tá Nguyễn Tấn Vạn, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước và trung tá Nguyễn Tấn Triệu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Trơn Thành đi ngang qua phát hiện sự việc, sau đó cùng tổ công tác truy đuổi đối tượng. Chạy được khoảng 800m đối tượng này vào nhà một người dân dùng súng đe dọa, đồng thời chĩa súng về hướng trung tá Vạn bóp cò, nhưng may mắn súng bị kẹt làm đạn rơi xuống đất. Ngay lập tức, trung tá Vạn và trung tá Triệu đã áp sát quật ngã, khống chế đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng rulo, một viên đạn, một số túi ni lông chứa chất ma túy. Đối tượng này khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đắk Nông với số tiền công 10 triệu đồng. Theo trung tá Nguyễn Tấn Vạn, thời điểm này anh và Trung tá Triệu đang nghỉ ca, tình cờ đi ngang qua hiện trường thì phát hiện sự việc. Do đối tượng cầm súng nguy hiểm nên không ai dám áp sát. Khi anh đuổi theo chỉ cách hơn 5 mét thì đối tượng anh bất ngờ nổ súng. Ngày 18 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp là tin rác, không có thật. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B cũng cho biết, sau khi nắm bắt thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp qua ứng dụng Bình tránh trực tuyến, địa phương đã tập trung xác minh làm rõ. Trước đó, thông tin chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp được phản ánh lên phần mềm ứng dụng Bình tránh trực tuyến. Người phản ánh để lại tên là T, ngụ xã Vĩnh Lộc B. Thông tin này cũng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xôn xao. Theo nội dung phản ánh, người có tên là T đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư chi bộ trưởng ấp để chạy chức lãnh đạo ấp và con ruột sẽ được làm bí thư chi đoàn ấp. Nhưng sau khi đưa tiền xong thì không có kết quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin thì xác định trên địa bàn có người phụ nữ tên T. Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc thì bà T khẳng định không hề phản ánh tin này. Người dân phản ánh lên ứng dụng Bình Chánh trực tuyến không để lại số điện thoại thông tin cá nhân nên lực lượng chức năng khó liên hệ với người này để xác minh thông tin. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B nói: Thông tin rác sai sự thật, sẽ làm ảnh hưởng đến địa phương và uy tín, danh dự của người bị đưa thông tin sai. Về vấn đề bố trí nhân sự ở ấp, lãnh đạo xã cho biết tất cả đều được thực hiện theo quy trình, không thể có chuyện xảy ra tiêu cực. Mới đây, lãnh đạo tòa nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang về hành vi môi giới hối lộ. Vị lãnh đạo này cho biết, vị cán bộ này đang đi học ở Hà Nội và bị bắt cán bộ này đang trong thời gian đi học ngoài kia nên cơ quan không quản lý. Theo thông báo, bắt người phạm tội quả tang của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi về địa phương, người bị bắt là bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, quê xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, chú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Nga là phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại thuộc tòa nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Theo thông báo của viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi bà Nguyễn Thị Nga bị xác định đã có hành vi môi giới hối lộ, phạm vào điều 365 Bộ luật hình sự và hiện đang bị tạm giữ. Hiện bà Nguyễn Thị Nga bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo thông tin từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 năm 2023, 2024, tại các tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 199 ca bệnh đậu mùa khỉ, mpox, trong đó có 8 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 156 trường hợp và tử vong 6 ca. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 49 ca. Kết quả thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh 100% là nam giới. Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 32 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi chiếm 46%. 84% ca bệnh tự nhận Bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi bởi một biến chủng mới là clade 1B. Mpox hiện đang bùng phát dữ dội tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Đồng thời bệnh đã lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Theo nhận định của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, m trên địa bàn vẫn lây chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính qua hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc m cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Hiện ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh theo WHO virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người qua các giọt hô hấp lớn hoặc dịch cơ thể, đặc biệt là qua vết phát ban và vết loét, cũng như qua tiếp xúc thân mật, bao gồm ôm, hôn, quan hệ tình dục. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Lê Hồng Huy Nam, công tác tại Bệnh viện Mau Elizabeth Novena cho biết, sự lây truyền của virus đậu mùa khỉ thường xảy ra khi có tiếp xúc da kề da với người có thể đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả quan hệ tình dục. Chiều 17 tháng 8, ông Nguyễn Minh Tứ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai cho biết, một chiếc ô tô khách bị lật trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai xảy ra khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày. Cụ thể, ô tô khách biển kiểm soát 47B01905 đi trên quốc lộ 14 hướng Gia Lai, Đắk Lắk. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Tao Co, xã Ya Rồng, huyện Chư Pư thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Chiếc xe khách bị lật xuống sát mép đường quốc lộ 14 Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, các bệnh nhân đa số bị đa chấn thương ở vùng tay, chân. Khả năng có 3 bệnh nhân bị thương nặng, chấn thương sọ não. Một người chứng kiến cho biết do xe khách tránh chiếc xe máy băng qua đường, phanh gấp nên bị lật. Ngay khi nhận thông tin vụ việc, công an huyện Chư Pư đã cử lực lượng đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa những người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, bệnh viện đã huy động y bác sĩ tích cực chữa trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chú huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai kể lại, chị cùng chồng và hai con đi từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk qua Gia Lai. Chị Huyền kể, khi xe khách đang chạy đến huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phanh gấp, né xe máy rồi lật bên đường. Theo lời người phụ nữ, chiếc xe khách lật ngang đường khiến nhiều hành khách choáng váng Người lớn trẻ em đều khóc và kêu cứu. Lúc đó, người dân bên đường vội chạy ra đập cửa kính để giúp đưa các nạn nhân ra ngoài. Anh Nguyễn Văn Hiệu, trú tại thành phố Hà Nội, là khách đi trên xe cũng bị gãy xương bả vai và chấn thương vùng đầu. Nói khi xe bị lật thì kính vỡ văng ra làm nhiều người bị thương. Ông Siêu Y Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trư Phư là người đại diện chính quyền huyện trực tiếp tới các giường bệnh thăm hỏi và trao hỗ trợ ban đầu của huyện cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai cũng tới thăm hỏi, nắm tình hình các nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tài xế xe khách đã được cơ quan chức năng đưa đi thực hiện các xét nghiệm cần thiết phục vụ điều tra.